bí mật để đời ít buồn. Sống ở đời, dù bạn tốt đẹp thế nào cũng không thể nhận hết được sự yêu thương của tất cả. Có người hâm mộ, sẽ có người ghét bỏ. Có ai đó ganh tị, ắt sẽ có kẻ chẳng coi bạn ra gì. Cuộc sống là như thế, bạn không thể làm hài lòng được hết thảy. Đừng vì để làm vừa lòng người khác mà đánh mất bản chất của mình. Vì ai cũng có những nguyên tắc và sự tự tôn riêng. Chúng ta qua miệng người khác không phải là con người toàn diện, mà có rất là nhiều phiên bản khác nhau. Nên chỉ cần là một bản chính tốt là được. Bởi người đời ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác nhau, miệng giống nhau nhưng mỗi người một cách nói, trái tim cấu tạo tương đồng nhưng suy nghĩ lại rất dị biệt, tiền của giống nhau nhưng cách chi tiêu của mỗi người một cách. Cùng là con người nhưng mỗi cá nhân có một cách sống, cần tự tin bước đi trên đôi chân của mình. Đại bàng không có tiếng cổ vũ nhưng vẫn tu cánh bay cao, đám cỏ không cần người chăm sóc cũng biết tự vươn mình lớn lên, hoa dại trong núi sâu dù không ai thưởng thức vẫn tỏa hương thơm ngát. Vậy nên làm việc không cần người khác đều thấu hiểu, chỉ cần dốc lòng hết sức. Làm người không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần chân thành độ lượng. Một đời người thật ra không dài lắm, dù sao mình cũng đã đến đây rồi, thì nên sống cho đẹp. Sống đẹp bây giờ là đẹp cho cả mai sau. Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc kinh doanh online chân chính, giúp mình có thu nhập, giúp mình, giúp đời, giúp người, thì hãy kết nối ngay với Hạnh Hali, comment xuống dưới hoặc là bấm vào đường link trên phần tiểu sử nhé.